Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra cái bộ chỉnh lưu ha, chỉnh lưu ba pha nè. Thì ở đây là cái cầu diode chỉnh lưu ba pha thì nó có 6 hoặc là 8 con diode nha. Ở đây cái bộ này là nó chỉ có 6 con diode thôi nè. À, chúng ta nhìn cái chân ở dưới nè, chúng ta chỉ có 6 con diode thôi. Ở đây nó thiếu hai con ha, hai con diode trung hòa nè. Thì tùy theo cái máy phát mà cái này là do nó sản xuất hàng loạt nha. Thành ra là tùy theo cái máy phát mà nó có thể là có thêm diode trung hòa hoặc là không có diode trung hòa. À, thì chúng ta sẽ kiểm tra dùng cái chức năng kiểm tra cái diode của cái đồng hồ WM thì chúng ta kiểm tra ha. Thì đây là bộ chỉnh lưu nè. Ở đây thì cái cầu này nó có 8 diode nè. À, nó có thêm hai con này ha. Còn trong cái bộ này thì không có. Thì chúng ta khi kiểm 6 con cũng tương tự vậy thôi. Ở đây chúng ta thấy nè, có 4 con diode phía dương nè và 4 con diode phía âm nè. Thì chúng ta sẽ kiểm tra lần lượt là chúng ta nè dùng một que đỏ nè, đo ngay cái điểm này nè. Que đỏ đo đi ngay điểm này. 1 2 3 4 cái điểm này. Que đen chúng ta đo ngay cái chân cộng B nè. 4 điểm này nè, 4 điểm mà của ba con dây nó đưa lên á thì là tức là 4 điểm này, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Đó. 4 điểm này nè. 4 điểm giữa. Tức là 4 điểm này. 1 2 3 4. Nha. Còn chân cộng B nè, chân B là cái chân này nè. Nha. Còn mát ở đây á, mát ở đây là cái vỏ này nè. Cái vỏ này bắt mát nè. Đo mấy chỗ bắt bù lon nè, cái vỏ nè. Thì tôi sẽ dùng cái chức năng đo kiểm tra diode của cái đồng hồ WM để đo nè, lần lượt là đo. Tôi sẽ đo trên này nè. Đầu tiên là que, tôi để que đen ở đây. Que đỏ tôi chấm lên đây. Nha. Xong tôi đảo lại. Nha, ở dưới cũng vậy. Đầu tiên là tôi để que đỏ ở đây, xuống mát nè. Que đen tôi chấm 4 điểm này. Rồi xong tôi sẽ đảo que lại. Và tôi sẽ đọc kết quả ha. Giờ nè, chúng ta sẽ bật cái chức năng thang đo diode, sang đo điện trở nha. Rồi chọn qua cái chức năng mà đo diode nè, có hình con diode trên màn hình nè. Đây là chức năng đo diode của cái đồng hồ này ha. Chúng ta sẽ đo cái điện áp của khi mà chúng ta đo diode nó khoảng cái điện áp lên điện áp khoảng trên dưới 0,5V là được ha. Rồi bây giờ đầu tiên là tôi sẽ dùng cái que đen nè. Tôi sẽ đưa vô cái chân cộng B ha. Que đỏ thì tôi chấm 4 cái điểm ha. Thì cái điện áp lên khoảng là tầm trên dưới 0,5V là được ha. Ở đây 0,4 nè. Nha. Ở đây 0,4 nè. Ở đây không có nè, diode trung hòa ở đây không có. Chúng ta khỏi đo. Đo đo đây. Ở đây 6 con thôi. 0,4V nè. 0,4V nè. 0,4V nè. Vậy là một chiều là nó đạt yêu cầu ha. Chiều này là chúng ta đảo quay lại nè. Quay đỏ đây, quay đen đây. Là yêu cầu là đồng hồ nó không lên nha. Không lên nè. Không lên nè. Vậy là ba con phía dương này là tốt nha. Tiếp theo là tôi kiểm tra ba con phía âm. Ba con phía âm á, thì ba con phía âm là đây ha. Thì tôi đo que đỏ đây nè. Que đen tôi cắm vào ba cái điểm này thì nó lên đồng hồ khoảng 0,5V ha. Tôi đảo que lại thì nó không lên. Rồi bây giờ là tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra ba con diode phía âm ha. Thì tôi sẽ dùng que đỏ nè. Tôi kẹp mát nè. Chỗ bắt bù lon này ha, kẹp mát nè. Que đen tôi sẽ chạm vào ba cái điểm bắt dây nè ha, ba cái điểm giữa nè. 0,4V nè. 0,4V nè. Con thứ ba nè. 0,4V. Vậy là một chiều đạt yêu cầu ha. Thế tôi đo cái chiều ngược lại nè, que đen chạm mát nè. Que đỏ yêu cầu là đồng hồ nó không lên ha. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Vậy là tôi đã kiểm tra xong cái bộ chỉnh lưu này. Là nó kết luận là cái bộ này nó còn tốt ha. Rồi khi mà chúng ta đo như thế á, thì yêu cầu là chỉ có một cái con diode nào đó không thỏa mãn điều kiện là chúng ta phải thay nguyên cái bộ chỉnh lưu này ha. Ví dụ như là một con nó không lên hai chiều hoặc là lên cả hai chiều thì coi như là con đó hư ha, chúng ta phải thay cái bộ chỉnh lưu mới.